Chuyên mục xe mới độ gì thì có rất nhiều bác vừa lấy xe xong thì đang băn khoăn không biết là xe mới nên lắp đặt những cái đồ gì và lên những cái đồ gì nó cần thiết. Đó thì đây cũng là một chiếc xe cũng vừa ra từ hãng ra nhé, xe mới tinh luôn. Thì chiếc này qua bên mình đầu tiên là dán bộ phim cách nhiệt này. Đầu tiên nguyên bản chiếc xe này ở trong hãng ra thì chưa có phim cách nhiệt nhé. Thì nó lên một gói phim cách nhiệt gần chục củ. Và tiếp theo là lên một bộ màn hình điện camera 360. Chiếc xe này thì lên một bộ màn hình điện camera 360 thương hiệu ZTEC và model là Z10 cộng phiên bản tiêu chuẩn. Đó. Sẽ hỗ trợ cho mọi người lái xe an toàn hơn, cũng như là mình sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường và có thêm cái bản đồ cảnh báo giao thông cũng rất là hay. Đó. Đây thợ đang tiến hành thi công lắp đặt. Ngoài này thì cũng đang một số chiếc xe. Đây một chiếc xe i10. Chiếc này thì đang tiến hành dọn dẹp lại cũng như là lên một bộ da ghế da mới nhé. Đấy. Bộ ghế da mới, da này da Nappa anh em nhé. Đấy. Bên này một chiếc Camry 2020. Chiếc này xe mới lên một chiếc một bộ lipo mẹt. Đó, đang tiến hành chuẩn bị lắp. Bên này một chiếc GLC 200. Chiếc này thì vừa spa dọn dẹp lại bên trong xe, nội thất cũng như là vệ sinh lại khoang máy. Đó, một chiếc xe cũng đã 2-3 năm rồi thì vừa tiến hành vệ sinh dọn dẹp xong. Anh em thấy như mới chưa? Đó. Đây, khoang máy đây. Đấy. Đấy thì bác nào có nhu cầu cần làm đẹp xe, nâng cấp và lắp đặt thêm thiết bị đồ chơi ô tô thì em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng. Họ qua bên em sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho anh em và lên cho những anh em những cái combo, những cái gói độ, gói nâng cấp nó hợp lý nhất, nó giá thành nó vừa phải nhất cho anh em.